tiểu sử Đức Hồng Y Fero, Nguyễn Văn Nhơn. Ngài sinh ngày 1 tháng 4 năm 1938 tại Đà Lạt. Trong gia đình có 6 anh chị em. Quê gốc gia đình di cư từ giáo sứ An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngài chịu phép rửa tội sau đó vào ngày 12 tháng 4 cùng năm. Song thân là ông Tadeo Nguyễn Văn Sang và bà Maria Madalena Nguyễn Thị Vàng. Ngày 26 tháng 10 năm 1949, cậu bé Nguyễn Văn Nhơn rời Đà Lạt nhập học tiểu chủng viện Thánh Du Xe Sài Gòn. Sau đó gia nhập giáo hoàng học viện Thánh Pio 10 Đà Lạt. Ngày 21 tháng 12 năm 1967 ngài được thụ phong linh mục. Ngày 11 tháng 10 năm 1991, Tòa Thánh công bố ngài làm giám mục phó giáo phận Đà Lạt và năm 1994 ngài làm giám mục chính tòa Đà Lạt. Ngày 22 tháng 4 năm 2010, Tòa Thánh bổ nhiệm tổng giám mục phó tổng giáo phận Hà Nội. Ngày 4 tháng 1 năm 2015, Giáo hoàng Francisco công bố vinh danh tước vị Hồng y. Ngày 17 tháng 11 năm 2018, Tòa Thánh chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Hồng y Ferro Nguyễn Văn Nhân vì lý do tuổi tác.